chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 6 tháng 6, 2024, Tổng thống Nga phương Tây sẽ hứng chịu đòn trả đũa bất đối xứng từ Nga. Tổng thống Ukraine từ chối tổ chức bầu cử. Tổng thống Vladimir Putin, Washington nhất quyết hạ độ tuổi nhập ngũ ở Ukraine xuống mốc 18. Mỹ và phương Tây phải chịu trách nhiệm về các đòn tấn công nhằm vào Nga. Quân đội Nga tiến ở mặt trận Kupiansk. Tổng thống Nga, phương Tây sẽ hứng chịu đòn trả đũa bất đối xứng từ Nga. Tuyên bố trong buổi gặp với lãnh đạo các hãng truyền thông lớn trên thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Ukraine sẽ có thay đổi chính trị quan trọng trong vòng một năm tới. Theo lời Tổng thống Nga, ưu tiên hàng đầu của phương Tây tại Ukraine là hạ độ tuổi nhập ngũ xuống mốc 18. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói về mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine và cho rằng Washington chỉ quan tâm đến sự vĩ đại của chính mình và ít quan tâm đến số phận của Kiev. Mỹ trong mọi trường hợp đều không muốn Nga có thể đạt được bất kỳ thành công nào. Bởi vì vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ sẽ bị tổn hại. Ông Vladimir Putin tuyên bố Washington đã kích động việc chiếm đoạt quyền lực ở Ukraine thông qua các biện pháp vi hiến. Bước đầu tiến tới cuộc xung đột ở Ukraine đã được thực hiện bởi những người khuyến khích cuộc đảo chính năm 2014 và Moscow không phải chịu trách nhiệm về điều này. Tổng thống Ukraine từ chối tổ chức bầu cử. Ông Vladimir Putin cho rằng quyết định của lãnh đạo Ukraine và Tổng thống nước Volodymyr Zelensky không tổ chức bầu cử đã đặt ra nhiều vấn đề pháp lý. Dưới cầm quyền hiện tại của Ukraine quyết định không đi bầu cử đồng nghĩa với việc có nhiều thắc mắc. Có điều 103 của Hiến pháp Ukraine quy định rằng Tổng thống chỉ có quyền lực trong 5 năm, Tổng thống Nga nhấn mạnh. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng ông Volodymyr Zelensky đã thực sự chiếm quyền ở Ukraine sau khi cuộc bầu cử Tổng thống bị hủy bỏ. Ngày 20 tháng 5, nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky chính thức hết hiệu lực. Các cuộc bầu cử mới không được tổ chức trong nước do tình trạng thiết quân luật. Trước đó, trong chuyến thăm Kiev, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết cuộc bầu cử mới ở Ukraine sẽ diễn ra khi người dân nước này cho rằng điều đó là có thể. Ông cũng nói thêm rằng Mỹ đang hợp tác với chính phủ Ukraine và các nhóm xã hội dân sự để tăng cường cơ sở hạ tầng bầu cử. Tổng thống Vladimir Putin, Washington nhất quyết hạ độ tuổi nhập ngũ ở Ukraine xuống mốc 18. Trong phát biểu của mình, Tổng thống Nga tin rằng Washington nhất quyết hạ độ tuổi nhập ngũ ở Ukraine xuống mốc 18. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng tuổi nhập ngũ đã giảm từ 27 tuổi xuống còn 25 tuổi và chính quyền Mỹ muốn giảm dần từ 25 xuống 23 tuổi và sau đó xuống 20, cuối cùng là 18, thậm chí con số này có thể là 17. Tổng thống Nga tuyên bố có rất ít người sẵn sàng chiến đấu về phía Ukraine trong các lần tổng động viên người Ukraine bị bắt trên đường phố và điều này sẽ không giúp Kiev giữ được quyền lực cũng như cuộc xung đột với Nga. Mỹ và phương Tây phải chịu trách nhiệm về các đòn tấn công nhằm vào Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nêu tên những bên phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng vũ khí phương Tây vào Nga. Theo ông, đây là Mỹ hoặc Anh, tùy thuộc vào loại vũ khí được dùng. Đây là APA-CMS, chúng được sử dụng như thế nào và chúng được phóng đi ra sao? Họ đã bàn giao hệ thống tên lửa, Lầu Năm Góc đã bàn giao nó. Nhưng nó được sử dụng như thế nào? Quân dân Ukraine không thể tự mình vận hành và tấn công Nga bằng tên lửa này, ông Vladimir Putin tuyên bố. Tổng thống Nga coi việc cung cấp vũ khí có độ chính xác cao cho Kiev là vấn đề rất nghiêm trọng. Các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga với sự tham gia của các quốc gia phương Tây đồng nghĩa với việc họ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến chống lại Moscow. Ông Vladimir Putin tuyên bố, Nga có quyền cung cấp vũ khí cho các khu vực nơi các cuộc tấn công sẽ được thực hiện nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm của các quốc gia thù địch. Câu trả lời có thể là bất đối xứng, Tổng thống Nga khẳng định. Hiện tại, các binh sĩ và sĩ quan từ phương Tây đang bị tiêu diệt ở Ukraine. Tuy nhiên, cả Mỹ và châu Âu đều không muốn những thông tin như vậy bị tiết lộ. Quân đội Nga tiến ở mặt trận Kupiansk. Theo các trang tin Telegram theo dõi chiến sự Ukraine, mặt trận Kupiansk đang có nhiều thay đổi quan trọng khi quân đội Nga mở các đợt tấn công bất ngờ. Theo một số báo cáo, sau nhiều tuần không có giao tranh, ngôi làng Gokivka đã thất thủ từ các tuyên bố của phóng viên chiến trường Nga tại thực địa. Mặt trận theo hướng Siverd cũng đang có giao tranh quyết liệt. Còn theo báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine, binh sĩ Nga đã tấn công dọc toàn bộ chiến tuyến, tập trung nỗ lực vào mặt trận Kupiansk và Pokrov. Số vụ tấn công đã tăng lên 81 chỉ trong ngày 5 tháng 6. Tuy nhiên, về phía Ukraine tuyên bố đang ngăn chặn được phần lớn các đòn tấn công của Nga ở Kupiansk, Liman, Pokrov, Orekhov.
Cùng với đó, Ukraine tiếp tục tấn công các khu định cư gần biên giới của Nga hàng ngày và cũng cố gắng tấn công vào vùng Voronezh bằng UAV tự sát. Theo hướng Bakhmut, các cuộc đụng độ ác liệt tiếp tục diễn ra ở ngoại ô phía đông Chasovka cũng như khu vực Kalinivka. Trên mặt trận Donetsk, các đơn vị Nga cũng đang tấn công ở Krasnogorivka cũng như tới Kalivka từ phía Volga 1. Còn tại mặt trận quan trọng Ugleda, giao tranh khốc liệt đang diễn ra ở Paraskovivka, nơi khoảng 40% ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga, cũng như phía nam Kochiantynivka. Theo hướng Vremensky, các nhóm xung kích của Nga đang tiến vào vùng ngoại ô phía nam làng Urodhaime và đang thanh tảo vùng ngoại ô phía bắc làng Staromayovskoye. Trong khi đó, một UAV trinh sát của phương Tây đang bay qua Biển Đen, thu thập thông tin về các cuộc tấn công có thể xảy ra trên lãnh thổ Nga và có thể là trên bán đảo Crimea, để chuẩn bị cho các đòn tấn công sắp tới từ phía Ukraine nhằm vào khu vực này.